thưa quý vị bắt Triều Tiên gửi lính sang Trung Đông làm thuê. Hôm ngày 10 tháng 6 năm 2016, một phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cho biết, Bắc Triều Tiên đã gửi binh lính đang tại ngũ sang các nước Trung Đông và che giấu điều đó bằng cách gọi họ là lao động dân sự. Trong hoàn cảnh đất nước khép kín này đang nỗ lực để kiếm ngoại tệ. Việc thiếu tiền mặt là lý do để Bắc Triều Tiên gửi thêm binh lính sang Trung Đông, vì họ không cần phải trả hai lương khác nhau cho cùng một binh sĩ. Theo nguồn tin này, chính quyền Bình Nhưỡng sẽ dễ dàng kiểm soát lực lượng lao động quân sự hơn vì họ sẽ có kỷ luật hơn. Số lượng binh lính Bắc Triều Tiên sang Trung Đông làm việc đã gia tăng nhanh chóng trong vòng 2 đến 3 năm qua. Hầu hết họ được hai công ty xây dựng của Bắc Triều Tiên là Nam Khang và Châu Hyun công khai thuê. Kể từ khi công ty Châu Hyun gửi 70 binh lính đến Kuwait lần đầu tiên vào năm 2010, số lượng lính công nhân tăng đều mỗi năm. Cũng có một tin đồn cho rằng khoảng 30% người lao động tại công ty xây dựng Nam Khang là các quân nhân. Vẫn theo nguồn tin trên, khoảng 1.500 binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đến Kiêu Quấy và Khoa Ta thuộc đơn vị kỹ thuật của quân đội xây dựng đặc biệt, quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên. Các nguồn tin còn cho hay là chính quyền Bắc Triều Tiên cho phép các binh lính để tóc dài, để họ trông giống như dân thường. Do các binh lính Bắc Triều Tiên ảo ạt sang Trung Đông, các lao động dân sự Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhiều khó khăn để nắm giữ công việc của mình bình nhưỡng gửi hàng chục ngàn lao động sang các nước như trung quốc nga và các nước trung đông để tăng cường nguồn ngoại tệ mạnh cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của mình do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế